Trời mưa mà anh Nhã vẫn câu nha các bạn. Tại vì anh đã tới cơn ghiền, không có gì mà ngăn cản anh được. Nói vậy chứ bữa nay trời mưa mà không thấy cá ụt luôn. Tới buổi chiều là giống như một thói quen rồi, đi câu. Không câu thì rất là buồn nha các bạn. Nó chạy nhẹ lại rồi. Mấy bữa nay bão quá bão rồi. Ở miền Bắc thì bão, ở miền Nam thì đang bị áp thấp nhiệt đới. Có thể là một tuần nha các bạn. Trong cơn mưa anh đã bớt mồi trong mưa. Trời bão nghe các bạn. Quăng xa xa bắt cá lớn. Cá lớn không có thì bắt cá nhỏ. Đây là bộ môn chài đài. Mưa gió nắng nồi. Ở Việt Nam không có tiết, không có tiết cũng chơi luôn. Hai cây cần thứ hai nha các bạn. Tiếng máy chạy là tiếng chạy nước bơm ra từ ruộng ra nha các bạn. Mưa người dân ở đây người ta bơm nước ra. Con lê lê ơi. Rồi cái bom chạy trên cọng dây của cái
Cá rồi. Cá rồi, cá rồi, cá rồi. Mưa bự mấy đâu. Quá mưa. U. Đây chị cho. Dữ quá dữ. Cũng được. Nãy giờ canh mày dữ lắm rồi. Tính về rồi đó. Quá trời mưa. Lầy lội luôn. Bỏ xuống đất lát lộn nó chết. Vuột nó. Áp trên này chắc không vuột hả? Cũng được. Vậy nó một chân. Cần nó dục gần đây nè, hơi hơi gần giữa sông chút. Tiếp tục đi về bỏ vô sọt. Thiếu Nhi hả? Trời mưa mà Thiếu Nhi nhiều quá ta. Mưa Thiếu Nhi nhà ngủ đi đâu chạy ra được. Thả luôn hả? Thả luôn.